ai tín đồ có ốc ruốc này nên ăn cái này nha. Ngon. Nên ăn cái này. Ốc ruốc ăn nó gì hơn ốc này. Ốc này ốc đá hả? Không, còn nhỏ giờ ăn thì gọi là ốc đá cỡ 10-15 giờ trước rồi. Đó ăn là ốc này nó bự lắm. Ốc này luộc tầm 2 phút là chín nha. Bây giờ bắt đầu mình đổ ra nè. Thì chồng thấy nó cũng giống như con ốc ruốc mà. Mày ăn có chấm với lại cái gì không? Thì mình luộc có muối hay là bột ngọt rồi. Nó bự hơn ốc ruốc xíu hả? Cũng ngọt ngọt, tự tự giống ốc ruốc vậy. Mà con nó bự hơn. Thịt nó đâu thơm bằng ốc ruốc không? Không, cũng ngon mà. Ngon. Con này chắc gấp 2 ốc ruốc. Cho thịt nhiều hơn ốc ruốc nhiều. Con này là mình ăn phải lấy cái mày nó ra, cái mày của nó dày hơn con ốc ruốc nha. Cũng ngâm két rồi á. Ốc này là ốc biển không có nuôi. Hiện tại một ký ốc này á thì mình mua 45.000 một ký. Chỗ mình thì mình ở Phan Thiết, Bình Thuận có con ốc này nè. Bạn nào mà ăn ốc ruốc không no thì mình có thể chuyển qua ăn ốc này cho nó no nha.